Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương gấp rút tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm ngạch công chức viên chức theo hướng dẫn của Bộ Quản lý ngành lĩnh vực làm cơ sở để xác định biên chế. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục xác định tỷ lệ giảm 5% tỷ lệ biên chế cán bộ công chức và 10% tỷ lệ biên chế viên chức cho đến năm 2026. Đối với công tác sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đến cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cơ cấu lại, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đối với 92 đơn vị so với thời điểm năm 2015. Trong giai đoạn 2015-2023, tỉnh đã giảm được 5.448 biên chế viên chức, đạt tỷ lệ 19,17% so với biên chế được giao năm 2015. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Cùng với những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện. Nổi lên là việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp chưa thực sự song hành với đổi mới cơ chế tổ chức và hoạt động theo hướng tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện giảm 10% biên chế sự nghiệp đối với tất cả các cơ quan đơn vị, bao gồm cả sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức chưa cao, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp một số vị trí còn chưa hợp lý, vân vân. Từ thực tiễn triển khai, tỉnh cũng đề xuất nhiều nhóm giải pháp liên quan đến thể chế chính sách, tổ chức thực hiện, nguồn lực. Đánh giá cao những kết quả mà Thừa Thiên Huế đạt được và chia sẻ khó khăn trong thực hiện nghị quyết 19, các thành viên đoàn giám sát cũng đặt ra nhiều vấn đề cần làm rõ, nhất là những khó khăn trong công tác ban hành văn bản, thẩm quyền triển khai, phân tích sâu hơn về những khó khăn vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sáp nhập, giải pháp mô hình hiệu quả cho việc sáp nhập số lượng các cơ sở giáo dục, những giải pháp của tỉnh để đạt mục tiêu đề ra trong tinh giảm biên chế thời gian tới. Về thực hiện cơ chế tự chủ, mức độ tự chủ làm rõ mối quan hệ giữa tự chủ chuyên môn, tự chủ nhân sự, tự chủ tài chính. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cảm ơn tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đồng thời giải trình làm rõ thêm những nội dung mà đoàn quan tâm, nhất là những vướng mắc trong quá trình thực hiện và những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc phù hợp với thực tiễn và đặc thù của địa phương. Bám sát tinh thần của Trung ương và triển khai sáng tạo linh động theo thực tiễn của địa phương là đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về những kết quả của tỉnh trong quá trình thực hiện nghị quyết 11. Đối với những kiến nghị của tỉnh, ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cần cụ thể hóa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở cho đoàn tổng hợp và đề xuất đến các cơ quan chức năng nhằm kịp thời gỡ khó trong quá trình thực hiện.